xin chào và chào mừng mọi người đến với series channel và sau đây là toàn bộ quá trình của khóa học junior Programmer của tôi chúng ta sẽ trải qua tất cả các bước từ bắt đầu tạo dự án cho đến những bước đánh bóng game cuối cùng và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu về thực tế ngành lập trình game như thế nào cũng như là nghiên cứu nghề nghiệp và chuẩn bị bạn sẽ nhận được huy hiệu từ chính unity phát hành và đầy đủ hành trang để có thể thi lấy chứng chỉ cần thiết khóa học được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến việc đó là tự tạo ra game cho chính mình cũng như là làm sao để có thể tạo ra nó một cách đúng cách và khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình game bằng Unity mà không cần yêu cầu nào về tới học. Và cuối cùng, bạn sẽ hoàn thành năm mini game và từ đây bạn có thể hoàn thành bất kỳ tự game nào mà bạn yêu thích. Vậy đây là cách chúng ta sẽ làm. Chúng ta bắt đầu hoàn toàn từ hư vô nên điều đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó là tạo ra một project hoàn toàn mới. Sau khi mở Unity nơi chúng ta làm việc, bạn sẽ được làm quen với tất cả mọi thứ thông qua một game mô phỏng lái xe, nơi người dùng cầm lái một chiếc xe trên đường để tránh vật cản và về đích hoặc đâm nó để họ thích. qua đó bạn sẽ có nền tảng để lập trình player control hay kiểm soát nhân vật, cho phép người chơi khả năng điều khiển nhân vật trong thế giới bạn tạo ra. sau đó chúng ta sẽ có một thử thách đó là điều khiển máy bay. khi mà bạn đã làm quen với lập trình game và player control, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về thiết kế game, lên kế hoạch cho dự án để làm quen với thực tế và ra mắt game của bạn đúng thời hạn. và cuối cùng là học một xíu về minimum viable product hay gọi là hay còn gọi là MVP để chúng ta có thể làm tốt nhất trong một khoảng thời gian hạn hẹp của cuộc đời Xong tất cả chúng ta sẽ chuyển đến game thứ hai đó là một game 3D với nhiều tương tác hơn nơi bạn có thể di chuyển qua lại ném đồ ăn cho thú cưng bạn sẽ làm quen hoặc củng cố kiến thức nền tảng để lập trình si như những câu lệnh như là if for và random cũng như làm cách nào để có thể tự động tạo ra NPC hay on player character trong game và điều khiển NPC chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về vật lý tương tác trong game và làm sao để quản lý các tương tác đó cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc bằng một project nho nhỏ đó là móc được cướp nơi bạn tự thiết kế và lập trình thay đổi một cuộc cướp đơn giản chỉ là để chúng ta định hình những cái kiến thức đã học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về animation âm thanh và hiệu ứng trong game qua một project nơi bạn điều khiển một beautiful fantastic amazing running man chạy liên tục vượt chướng ngại vật bạn có thấy nhân vật chạy nhảy và ngã một cách đầy anh liệt bạn có nghe tiếng nhạc và hiệu ứng âm thanh trong trò chơi Bạn có thấy hiệu ứng bụi bặm ở chân nhân vật khi chạy và hiệu ứng nổ hoành tráng khi kết thúc Chỉ với animation, âm thanh và hiệu ứng sẽ biến game của bạn từ tốt trở nên tuyệt vời Tiếp đó chúng ta sẽ đến với game thứ 4 nơi bạn sẽ làm một game đối kháng sumo với người chơi phải liên tục đẩy những đợt đối thủ với độ khó tăng dần ra khỏi trò chơi Và điều quan trọng nhất trong bộ tay này đó là gameplay mechanic Chúng ta sẽ thêm nhiều cách chơi, luật chơi cho tựa game để khiến nó trở nên amazing tuyệt vời Và cuối cùng chúng ta sẽ chốt khóa học tạm thời, chỉ là tạm thời thôi Bằng việc đó là làm prototype thứ năm Và tìm hiểu về UI hay gọi gọi là user interface Nói cách khác là tất cả những nơi mà người chơi sẽ tương tác với game như là main menu Chọn đồ khó, hiển thị lượng máu và điểm số vân vân và cuối cùng chúng ta sẽ cùng chia sẻ về thực tế trong ngành game một vài khái niệm nâng cao và nghiên cứu nghề nghiệp lập trình phù hợp với bạn và chuẩn bị tôi là sir Riu, rất vui được đồng hành với bạn xin cảm ơn